Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trước mặt quý anh chị là mẫu xe Hyundai Ranimer sedan phiên bản số sàn bản tiêu chuẩn ha. Xe này thì thích hợp cho quý anh chị mình lần đầu tiên mua xe, cũng như là quý anh chị mình có dự định kinh doanh dịch vụ hay là taxi. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để báo giá chi tiết chương trình tăng bánh tiền mặt cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị mình được nắm rõ, để từ đó quý anh chị mình có thể cân đối tài chính, lựa chọn được cái phiên bản xe phù hợp với Tâm tài chính, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hay quý anh chị. Thì không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị, thì Tâm sẽ báo giá chi tiết chương trình tăng bánh của dòng xe này luôn. Đối với Hyundai i10 phiên bản sedan số sàn bản tiêu chuẩn này, nếu mà quý anh chị mình lăn bánh qua tiền mặt, có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh, thì quý anh chị chuẩn bị giúp Tâm 385 triệu rồi quý anh chị mình có thể nhận xe hay quý anh chị. Còn nếu mà quý anh chị mình mua qua hỗ trợ ngân hàng thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp Tâm 68 triệu rồi quý anh chị mình có thể nhận xe rồi. Hồ sơ thủ tục ngân hàng thì cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, không cần thẩm định, việc hồ sơ vay trong vòng 5 phút luôn hết quý anh chị. Rồi, đối với quý anh chị mình độc thân thì quý anh chị cần chuẩn bị giúp Tâm căn cước công dân và giấy xác nhận độc thân. Còn nếu mà quý anh chị mình có gia đình rồi thì quý anh chị chỉ cần căn cước công dân của vợ và chồng, kèm theo đó là giấy đăng ký kết hôn. Chi tiết bản góp thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Tâm số điện thoại phía bên trên màn hình. Tâm sẽ hỗ trợ gửi báo giá cũng như là gửi cái bản góp cho quý anh chị mình được nắm rõ, để từ đó quý anh chị mình có thể bàn bạc cân đối với gia đình để đưa ra quyết định phù hợp, cũng như là đưa ra cái lựa chọn đúng thời điểm. Tại vì thời điểm này là thời điểm tháng 12 nè, đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nè. Nếu mà quý anh chị mình bỏ qua thời điểm này thì qua tháng 1 thì sẽ tăng về 100%, thì đâu đó mình sẽ mất khoảng tầm 30 mấy triệu tiền thuế ha. Rồi đó là chi tiết về giá bán. Thì sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết ngoại thất, nội thất, các cái tính năng xe, xem xe được trang bị những cái tính năng gì, rồi ngoại thất là sao cho quý chị mình được nắm rõ luôn ha. Rồi về phần đầu xe thì xe được trang bị lưới tản nhiệt màu đen không chị, màu đen ha. Này logo Hyundai thì được đặt lên phía trên này, giúp cái xe nó sang trọng và nó hiện đại hơn. Đèn pha cốt thì được trang bị đèn pha cốt dạng halogen, quý chị mình di chuyển trời sương mù hay là trời mưa nó sẽ bám đường và mình di chuyển nó an toàn và an tâm hơn ha. Rồi về phần hông xe thì xe được trang bị mâm xe với cái thông số, thì để Tâm quay cho quý chị mình được thấy nè. Đây, thông số nè, 165/70R14 ha. Rồi mâm là mâm sắt ha, có ốp nhựa phía bên ngoài tạo hình nó bắt mắt cho cái xe ha. Gương chiếu hậu thì được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện nè, chỉnh điện, và được trang bị màu đen nè, giúp nó nổi tôn lên cái xe nó nổi bật hơn ha. Tay nắm cửa cũng màu đen luôn. Rồi về phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu full led luôn ha, full led luôn. Đây, mình mua về thì mình có thể trang bị thêm camera lùi, cảm biến lùi, thì cái bộ đó tương đối là đâu đó tầm 3-4 triệu thôi quý chị, là mình có thể hoàn thiện chiếc xe nó cho mình di chuyển khi mà lùi xe hay là gì, nó sẽ an toàn và an tâm hơn cho mình. Rồi rồi tiếp theo Tâm sẽ mở cái phần cấp cho quý vị mình được thấy rõ cái đầu cầm gãi nè. Rồi về phần cấp xe, đây cấp xe thì được trang bị cực kỳ rộng rãi luôn ha, có mâm đất dự phòng và bộ đồ nghề riêng theo xe phía dưới này. Rồi Tâm sẽ vào cái phần khoang lái để Tâm để mở lên, Tâm giới thiệu chi tiết cho quý chị mình ha. Đây là màn hình tắp lô của xe ha, bên trái là vòng tua máy, bên phải là tốc độ xe, ở giữa là màn hình đa thông tin biểu thị cái số km mình đã chạy nè, rồi hiển thị xăng, rồi vân vân, rất nhiều tính năng ha. Đèn nè, gạt mưa nè, chỉnh đường bằng điện không quý chị. Còn đây là vị trí chờ để mình lắp màn hình Android, mình có thể xem YouTube ha, xem bản đồ này kia ha. Rồi đây là cái điều chỉnh nhiệt độ nè, tăng giảm gió nè, hướng gió nè, mặt tắt điều hòa nè, lấy gió trong gió ngoài nè. Số thì được trang bị 5 số tiến và 1 số lùi, nó sẽ tối ưu được cái lượng xăng của mình khi mà mình di chuyển ha. Máy này máy 1.2 nên quý chị mình di chuyển trên đường với cái số sàn này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó rất thích hợp cho những cái gia đình nhỏ lần đầu tiên mua xe, cũng như là mình chạy kinh doanh dịch vụ ha, Grab taxi này kia ha. Đó là chi tiết nội thất, ngoại thất, các tính năng xe cũng như là giá lăn bánh tiền mặt cũng qua như là qua hỗ trợ ngân hàng.
Còn nếu mà quý chị mình có nhu cầu tư vấn cụ thể chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm. Tâm sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể chi tiết cho mình ha quý chị. Nếu mà quý chị mình thấy hay và bố thì có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video về xe bên đây tiếp theo.